cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. 9 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên thu hút 114 dự án mới và đầu tư, trong đó có 72 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 21.000 tỷ đồng, 42 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 561 triệu đô la Mỹ. Đóng góp vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên đã đạt được qua 9 tháng, khu công nghiệp số 3 do Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Eglin làm chủ đầu tư được đánh giá là khu công nghiệp có tiến độ thu hút dự án đầu tư tốt nhất. Cụ thể, qua 9 tháng, đã có gần 20 dự án trong nước và nước ngoài đến từ các nước Singapore, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc vào đầu tư trong khu. Các ngành đầu tư bao gồm điện tử công nghệ cao, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics. Trong tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê của khu là 114 ha, đã có 59% diện tích có doanh nghiệp vào thuê. Khu công nghiệp số 3 có lợi thế nằm trong tổ hợp khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt với quy mô gần 3.000 ha, thuận lợi về hạ tầng, kết nối cảng biển, sân bay đường sắt. Đây cũng là khu công nghiệp duy nhất của nhà đầu tư trong nước đến thời điểm này thực hiện trả tiền thuê đất một lần và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc này giúp cho các nhà đầu tư kiểm soát chi phí đầu vào và linh hoạt trong sử dụng tài sản cố định là quyền sử dụng đất để phục vụ nhu cầu về sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều thị xã trên cả nước sẽ được nâng cấp lên thành phố vào năm 2025. Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích 1.987 km2. Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển thành một trong những động lực quan trọng của khu vực Đông Nam Bộ. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 241 phê duyệt phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó thị xã Phú Mỹ được xếp hạng đô thị loại 2 và sẽ trở thành thành phố vào năm 2025. Năm 2023, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã báo cáo về đề án thành lập thành phố Phú Mỹ và các phường trực thuộc. Thị xã Phú Mỹ đã đạt 11 trên 11 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, trong đó 3 xã Tân Hải, Tân Hòa và Tóc Tiên đều đạt đủ tiêu chuẩn để nâng cấp thành phường. Tại kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết thành lập thành phố Phú Mỹ đã được thông qua. Thành phố Phú Mỹ sẽ có tổng diện tích tự nhiên 333,02 km2, dân số 195.591 người cùng 10 đơn vị hành chính cấp xã. Phú Mỹ được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp cảng biển, dịch vụ hậu cần, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bình Định là tỉnh thuộc duyên hải miền Trung. Tỉnh sở hữu đường bờ biển dài 134 km và được đánh giá là một trong những bờ biển đẹp nhất của Việt Nam với diện tích tự nhiên 6.025 km2 và vùng lãnh hải rộng 36.000 km2. Tỉnh này ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị. Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn gần 20 km về phía Tây Bắc, được thành lập vào năm 2011 và hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã. Cuối năm 2012, tỉnh Bình Định đã kiến nghị nâng cấp An Nhơn lên thành phố trước năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thị xã An Nhơn đang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2035 và thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Địa phương dự kiến thành lập các phường mới dựa trên 6 xã hiện hữu. Với đề án này sẽ được hoàn thiện và trình duyệt vào cuối năm 2023. Thị xã An Nhơn hiện là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế văn hóa xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thị xã có lợi thế về giao thông với quốc lộ 1, quốc lộ 19 và tuyến đường sắt Bắc Nam. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Quy Nhơn Pleiku Gia Lai cũng đi qua địa bàn này. Hà Tĩnh là tỉnh ven biển phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Theo quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, thị xã Kỳ Anh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Đến năm 2030, tỉnh Hà Tĩnh sẽ có hai đô thị loại 2, thành phố Hà Tĩnh và thành phố Kỳ Anh.
2 đô thị loại 3, thị xã Hồng Lĩnh và thị trấn Đức Thọ, cùng với 12 đô thị loại 4 và 18 đô thị loại 5. Trong số này, 18 đô thị sẽ được quy hoạch mới. Thị xã Kỳ Anh hiện đã hoàn thành 5 trên 5 tiêu chí xây dựng thành phố với tổng số điểm đạt 88,12, theo thang điểm từ 75 đến 100. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025, thị xã đang giải quyết một số vấn đề về diện tích đất tự nhiên và quy hoạch phân khu Kỳ Ninh và Kỳ Nam chưa hoàn thiện. Nghệ An có diện tích 16.489,97 km2 ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa lên 34-36% vào năm 2025 và khoảng 40-45% vào năm 2030. Theo lộ trình, đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng địa giới hành chính của thành phố Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và một số thị xã thuộc huyện Nghi Lộc nằm trong hành lang Vinh-Cửa Lò. Đồng thời, huyện Diễn Châu cũng sẽ được nâng cấp thành thị xã. Khi hoàn thành, Nghệ An sẽ có 4 đô thị lớn. Thành phố Vinh đã mở rộng là đô thị loại 1, hai thành phố thị xã là đô thị loại 3 là thành phố Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và một thị xã Diễn Châu là đô thị loại 4. Đến năm 2030, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có khoảng 40-45 đô thị, trong đó có 5 đô thị lớn. Cụ thể, ngoài thành phố Vinh, thành phố Hoàng Mai thì thị xã Thái Hòa cũng sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị loại 3 và 2 thị xã là đô thị loại 4. Loại 3 là Diễn Châu và Đô Lương. Đến lúc này, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ có khoảng 40-45 đô thị. Theo kế hoạch, công trình sân vận động được đặt mục tiêu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án sân vận động tỉnh Bắc Cạn được khởi công vào đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng trên diện tích 20 ha, bao gồm các hạng mục như sân vận động chính, nhà thi đấu, quảng trường, khu vực luyện tập, bãi đỗ xe. Sân vận động chính có quy mô 8.000 chỗ ngồi và có khả năng mở rộng lên 15.000 chỗ. Theo thiết kế, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình ảnh con thuyền vỏ chấu trong sự tích về Hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt mô phỏng cánh buồm đang vượt sóng kết hợp với tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của tỉnh. Mặt sân được thiết kế đạt tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế, kèm theo hệ thống đường pit 8 làn phục vụ cho các môn thi đấu điền kinh và các sự kiện thể thao khác. Tại hạng mục quảng trường, điểm nhấn chính sẽ là biểu tượng bông hoa bảy cánh đại diện cho bảy dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Biểu tượng này kết hợp với đài phun nước và sân khấu biểu diễn tạo thành không gian trung tâm dành cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa ở địa phương. Đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 26 thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị khán đài của sân vận động không bao gồm hạng mục sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước và đường dây hạ thế có giá 86,72 tỷ đồng đang được mời thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng mở thầu vào 16 giờ 20 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024 tới đây. Theo kế hoạch, công trình sân vận động được đặt mục tiêu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án hoàn tất hứa hẹn sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, phát triển thể thao và đào tạo tài năng, tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các giải thi đấu thể thao và sự kiện quan trọng của tỉnh, góp phần vào việc đưa thành phố Bắc Cạn phát triển thành đô thị loại 2 trong tương lai. Theo thông tin từ báo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định số 752 chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt nhà đầu tư cho dự án trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và hệ thống đấu nối. Nhà đầu tư được lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Dự án trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và hệ thống đấu nối có công suất 500 mV/A, trong đó giai đoạn đầu sẽ lắp đặt 250 mV/A. Dự án được thực hiện tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp
và xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 466 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà điều khiển trạm, nhà nghỉ ca vận hành, sân thiết bị phân phối 220 kV, sân thiết bị phân phối 110 kV, đường vào trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác, đường dây 220 kV đấu nối có chiều dài khoảng 1 km. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho tỉnh Ninh Bình và hệ thống điện miền Bắc, đồng thời hỗ trợ các trạm biến áp 220 kV hiện có trong khu vực. Dự án còn góp phần tăng cường khả năng vận hành an toàn và ổn định của hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và EVN-NTT. Về tiến độ, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư đất đai, xây dựng và pháp lý khác từ nay đến quý 4 năm 2025. Giai đoạn từ quý 4 năm 2025 đến quý 4 năm 2026 sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục công trình và đóng điện, đưa dự án vào hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu EVN-NPT triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.